bồi thường 500 triệu đô là chưa đủ, Formosa còn phải nộp phạt. Ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Farbox tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bên cạnh xác định được địa chỉ tổ chức, người dân được nhận bồi thường, cách sử dụng tiền bồi thường thì chính phủ cần buộc Formosa phải nộp phạt. Gia đình chị Hoàng Phương sống và làm việc ở Hà Nội nhưng quê ở Quảng Bình, đều đặn hàng tuần người nhà đều gửi đồ, quê là cá, mực, tôm, cua. Thế nhưng 3 tháng qua không một chuyến hàng nào được gửi ra, bữa ăn gia đình vắng bóng hải sản kỳ nghỉ hè, đưa con về chơi ông bà nội ngoại. Nhưng chị Phương cũng không dám cho con xuống tắm biển, nhớ biển. Đó là chia sẻ của không chị Phương mà hầu hết những người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thời gian này. Ghe thuyền neo đậu lại dưới xếp một góc sân, nhiều người dân mong đợi công việc khác khi áp lực trả nợ, áp lực chi tiêu mỗi ngày một lớn, dù nông nghiệp đã được chuyển nối đời từ đời này sang đời khác. Chiều 30 tháng 6, sau khi xác định thủ phạm gây ra sự cố chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã công khai xin lỗi, cam kết bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam với tổng cộng số tiền tương đương trên 11.500 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đô. Như vậy, sau 85 ngày mòn mỏi, người dân đã được tháo gỡ một phần vướng mắc và có thêm hy vọng, bởi ít nhất thì cũng là con người đứng ra chịu trách nhiệm và bồi thường cho họ, hỗ trợ họ có công ăn việc làm, thu nhập khi đã mất đi cái sinh nhai. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều băn khoăn. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách đặt câu hỏi về con số tuyệt đối 500 triệu đô mà Formosa cam kết sẽ bồi thường. Vì sao lại là con số 500 triệu đô? Lấy dân số cả nước nhân với 5 đô một người, lấy số dân trực tiếp bị ảnh hưởng trong 4 tỉnh là khoảng 1 triệu nhân dân với nhân với 500 đô một người, hay lấy 5% tổng số vốn đầu tư theo thông lệ trích lập dự phòng rủi ro hay dự trù chi phí phát sinh, lấy km bờ biển của cá chết nhân với 1 triệu đô một cây số, 1.000 đô một mét vuông mặt tiền. Sau khi đặt ra các giả thiết nói trên, tiến sĩ Nguyễn Thành vẫn cảm thấy chưa liên quan đến giá trị quy đổi tổn hại về kinh tế, xã hội, môi trường, sinh kế, chỉ dẫn địa lý miền Trung và cả nước. Ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Facebook tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm ngoài việc truy cứu các trách nhiệm khác để quyết định có tiếp tục hay chấm dứt điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh, chỉ xét riêng về tài chính thì Formosa không chỉ có bồi thường mà còn phải nộp phạt. Cũng không thể chỉ có một con số tổng mà phải xác định rõ các cá nhân tổ chức được nhận và riêng với số tiền nộp cho tổ chức nhà nước thì sẽ được dùng như thế nào để khắc phục hồi môi trường, ông Thành nhìn nhận. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, chính phủ cần bắt buộc Formosa thành lập một quỹ nộp phạt và bồi thường theo một khung thời gian rõ ràng. Formosa phải nộp tiền vào quỹ để thực hiện việc nộp phạt do chính phủ Việt Nam vì vi phạm pháp luật, bồi thường thiệt hại kinh tế cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng và bồi thường thiệt hại cho chính phủ trung ương và các chính quyền địa phương để khắc phục và phục hồi môi trường biển. Chính phủ cần kiên quyết đóng cửa đối với các mời chào đầu tư lợi bất cập hại, chia sẻ xin sang cá nhân. Nhà báo Trần Đăng Tuấn trăn trở, điều đáng lo nhất là các kim loại nặng còn nằm dưới đáy biển, còn theo các dòng hải lưu độ độc hại, cũng như những chất này đến mức nào và có cách gì để khắc phục. Dù vậy, theo đánh giá của ông Tuấn, việc buộc Formosa phải nhận là thủ phạm chắc chắn không phải là việc đơn giản, và làm được điều này cũng là một việc có ý nghĩa, nhưng đó chưa phải là khó nhất. Theo ông, buộc cái cung cách chấp nhận những dự án đầu tư mang mầm mống tai họa vào nhà mà thật kinh ngạc, sau đó hầu như bỏ bê hoàn toàn việc giám sát những dự án đó, buộc cái cung cách đó phải chấm dứt và những người làm theo cung cách đó phải chịu trách nhiệm, sẽ là việc khó khăn hơn nhiều so với việc buộc Formosa nhận tội. Ông Tuấn cũng bày tỏ quan ngại vì không chỉ một Formosa mà có nguy cơ những Formosa khác. Những dự án kiểu nhà máy giấy trên bờ sông Hậu là sự đe dọa không chỉ đối với môi trường thiên nhiên mà còn đối với mọi lĩnh vực của đất nước, một hiểm họa khôn lường hết, không thể đong đếm, không thể bù đắp khi xảy ra. Chính vì vậy, ông Tuấn kỳ vọng Quốc hội sẽ đặt ra chương trình giám sát tối cao với các dự án tiềm ẩn nguy cơ với môi trường. Chính phủ sẽ kiên quyết đóng cửa đối với các mời chào đầu tư lợi bất cập hại. Đồng thời, nhà báo Trần Đăng Tuấn cũng đặt ra vấn đề cần hành lang cho các tổ chức xã hội dân sự theo dõi giám sát bảo vệ môi trường, bởi việc liên quan đến toàn dân thì phải có tai mắt của dân ở đó,